Nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine của Liên Hợp Quốc 29 tháng 11, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Ngài Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ngài Jake Nyang, Chủ tịch Ủy ban của Liên Hợp Quốc về thực thi các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine và Ngài Mahmoud Abbas, Tổng thống nhà nước Palestine. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, qua gần 2.000 năm hiện diện, Phật giáo ngày càng phát triển, là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam, với trên 18.500 cơ sở thờ tự, gần 55.000 tăng ni và trên 14 triệu người đã quy y Tam Bảo. Hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 3 cấp hành chính từ trung ương đến tỉnh, quận, huyện, thị xã. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc trong mọi cuộc thăng trầm của đất nước, đặc biệt trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các cấp các ngành. Hàng nghìn tăng ni Phật tử đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu phòng chống dịch, ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho quỹ vaccine, hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, trao tặng hàng chục triệu phần quà và suất ăn miễn phí. Những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ Đại hội 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước thời gian qua, nhất là trong năm 2022. Tiếp tục vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và đặc biệt là phát huy cái tinh thần là dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Cái thứ hai là tiếp tục là tổ chức tôn giáo đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Và tôi cũng thấy rất hay là cái đoàn kết giữa các tôn giáo của chúng ta thì cũng rất là tốt. Đảng và nhà nước ta không có cái mục tiêu gì khác ngoài cái mục tiêu tức là xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được hạnh phúc, ấm no. Và tôi tin rằng là cái tuyên ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là như thế. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác, thúc đẩy đoàn kết, phát huy các giá trị cao đẹp, nỗ lực làm việc tốt, điều thiện, chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, tự do và hạnh phúc. Hôm nay, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra phiên bế mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, gồm các chư tôn, đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam, trong và ngoài nước. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội, trong đó nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, chương trình hoạt động Phật sự khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 9 2022-2027. Trong phiên bế mạc, Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 đã suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, đại hội đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Hội đồng trị sự khóa 9 thực sự là tập thể đoàn kết, hòa hợp, vững mạnh trong điều hành Phật sự với số lượng phù hợp, chất lượng nâng cao, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, đồng thời có trình độ chuyên môn, có khả năng đoàn kết tăng ni, phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập và phát triển. Thưa quý vị, đúng 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Fairbanks, thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Minton Dick và Chủ tịch Thượng viện Australia Sulais. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quân sự Fairbanks có Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam đang học tập làm việc tại Australia. Về phía Australia, có Phó Chủ tịch Thượng viện
Andrew McLachlan, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Rogin Moody, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Quốc hội Alex Colum, một số cán bộ Vụ Đối ngoại Quốc hội và Bộ Ngoại giao Australia. Australia là đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong thời gian thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao, một số bộ trưởng, thống đốc bang, tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam-Australia, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia, thăm và gặp gỡ sinh viên một số trường đại học, thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Australia và một số hoạt động quan trọng khác. Vâng, thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Minton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sulas, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia. Đây là chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu và thúc đẩy hợp tác giữa quan hệ lập pháp hai nước nói riêng. Tính tới giữa tháng trước, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Australia đạt gần 214 triệu đô la, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam. Đầu năm nay, 3 tấn bơ đông lạnh Việt Nam cũng đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Australia. Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Australia. Năm 2021, kim ngạch song phương lần đầu vượt mốc 10 tỷ đô la, đạt 12,4 tỷ đô la. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch song phương đạt 12 tỷ đô la, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Australia luôn dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định. Đều là thành viên của cùng với chúng ta, đều thành viên của CPTPP và RCEP là những hiệp định thương mại thế hệ mới mà chúng ta vừa triển khai. Không chỉ là kinh tế, thương mại và đầu tư mà nó còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với lại cả lĩnh vực quốc phòng, an ninh, rồi là khoa học, giáo dục, đào tạo. Đi cùng với kinh tế, hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Australia tiếp tục đi vào chiều sâu và còn nhiều dư địa trong các lĩnh vực. Hai bên đang nỗ lực triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác quan trọng đã ký kết, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023 và chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế. Thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước, và chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đó. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới hai quốc gia này ở Nam Thái Bình Dương thì chúng tôi hy vọng rằng là ngoại giao và nghị viện sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đối với hai nước. Chuyến thăm chính thức Australia lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia kể từ khi hai nước mở cửa sau đại dịch COVID-19. Chuyến thăm là cột mốc quan trọng, tiếp tục nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên tầm cao mới, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tròn 5 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược vào năm 2023. Tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ tư năm 2022. Sự kiện do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Chương trình Ban tổ chức cuộc thi năm nay đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ sáng kiến hợp quy chuẩn, 165 sáng kiến được bình xét vào vòng sơ khảo, 40 trên 165 sáng kiến được bình xét vào vòng trung khảo và 22 hồ sơ sáng kiến tiêu biểu được biểu dương trong lễ trao giải. Các sáng kiến tập trung ở một số lĩnh vực như y tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, giáo dục và đào tạo, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Đây đều là những lĩnh vực nóng, thu hút sự quan tâm lớn của chính phủ, của cộng đồng. Điểm khác biệt của giải thưởng năm nay là hầu hết các sáng kiến đã được hiện thực hóa, đưa vào khai thác sử dụng hoặc đang trong giai đoạn ứng dụng thử nghiệm. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích. 2 giải A năm nay vinh dự thuộc về sáng kiến hệ sinh thái nuôi em của tác giả Hoàng Hoa Trung, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, và sáng kiến xây dựng mạng xã hội thiện nguyện Việt Nam của tác giả Trung tá Vũ Thành Trung, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 5 cũng được phát động với sự tham gia lần đầu tiên của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.